kính chào quý vị khán giả kênh tin tức thời sự chuyên cập nhật những thông tin mới nhất, nóng hổi nhất mỗi ngày gửi tới quý vị. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và dõi theo chúng tôi. Hãy like và share để những video hữu ích này tiếp cận với nhiều người hơn quý vị nhé. Đất nước mình nợ Bác một chữ tâm, tiếng nói người dân trong lần đại dịch. Việc Bác làm đâu phải vì thành tích, vì an nguy của trăm triệu đồng bào. Nhìn Việt Nam cả thế giới tự hào, sao nhỏ bé mà oai hùng đến thế? Họ hiểu rằng bao con người thế hệ thức trọn đêm chặn virus lan tràn. Từ dân phòng đến bộ đội công an, những chiến sĩ gồng mình nơi biển đảo, những bác sĩ oằn mình trong giông bão, nhịn áo cơm để yên ấm dân lành. Nơi bìa rừng mặc muỗi đốt hôi tanh, nhường doanh trại cho dân tình điều trị. Ôi tượng đài bao tâm hồn kỳ vĩ, quyết liều mình không khác thùa chiến tranh. Và một người vô bờ bến là anh, tôi kính trọng xin gọi bằng từ Bác. Bao nhiêu đêm thức khuya đầu sợi bạc, bởi đắn đo quá tài đến hao gầy. Thật tự hào phó thủ tướng mình đây, ẩn phía sau dáng con người mảnh khảnh, là nghị lực phi thường đầy kiêu hãnh, dang rộng tay gánh đỡ triệu đồng bào. Mong dân mình ý thức cảnh giác cao, biết sàng lọc, không tin hùa theo địch, bọn phản động thừa cơ này đột kích. Nước đục câu trục lợi kiếm suýt màu, cũng đừng ham vài đồng bạc làm giàu. Găm hàng hóa khi dân tình khốn khổ, hộp khẩu trang bán gấp 10 giá cũ, tích mì tôm và bao thứ ngập đầu. Đừng hoang mang, Bác vẫn lái con tàu, vẫn còn thức vì dân mà quên ngủ. Đại dịch này coi như từng cơn lũ, sớm trôi qua và ánh nắng quay về. Sẽ không còn dịch bệnh dài lê thê, tiếng trẻ thơ lại vui đùa khúc hát, tiếng thầy cô ươm mầm non xanh hạt, thấy trong lòng nợ Bác phó chữ tâm. Vâng thưa quý vị, chiến trường nào cũng biết bao gian khổ, trận chiến nào cũng có những mất mát hy sinh. Trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 hiện nay đã đọng lại nhiều hình ảnh xúc động, chạm đến trái tim của hàng triệu người Việt Nam. Như các bạn đã thấy vào đầu năm 2020, khi người đàn ông này được phân công làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, chúng ta thấy đồng chí ấy trên truyền hình lúc nào cũng vội vã hối hả, tóc bạc nhiều hơn, da nhiều nếp nhăn hơn. Chúng ta luôn thấy đồng chí luôn dứt khoát trong lời nói và hành động, thật tự hào về tổ quốc ta có những người lãnh đạo kế cận tài giỏi như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn luật sư kháng cáo thay có đúng quy định. Thưa quý vị, luật sư chỉ định của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn kháng cáo thay thân chủ đang bỏ trốn vì cho rằng không phải là chủ mưu, việc điều tra chưa đầy đủ, vậy việc này có đúng quy định. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được luật sư kháng cáo thay. Ngày 31 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã nhận đơn kháng cáo của 17 trên 36 bị cáo của vụ án nhận hối lộ, vi phạm đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Theo đó, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty AIC đang bỏ trốn, nhưng luật sư của bà Nhàn đã làm đơn kháng cáo thay với nội dung cho rằng cơ quan tố tụng điều tra chưa đầy đủ. Luật sư của bà Nhàn cho rằng tòa sơ thẩm chưa có căn cứ chứng minh cựu chủ tịch AIC là chủ mưu, chỉ đạo thông thầu, việc định giá thiệt hại quá cao và chưa được tranh luận làm rõ. Ngoài bà Nhàn, 7 bị cáo khác đang bỏ trốn cũng được các luật sư kháng cáo thay với nội dung đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm. Sau thông tin này, bạn đọc đặt câu hỏi: bị cáo bị tuyên án vắng mặt đang bỏ trốn thì luật sư có được kháng cáo thay? Luật sư kháng cáo thay bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn liệu có đúng quy định? Trao đổi với phóng viên Dân Việt, tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam, hiện nay người bào chữa được quyền kháng cáo thay cho bị cáo đối với trường hợp bị cáo là người dưới 18 tuổi và trường hợp bị cáo là người có nhược điểm về thể chất hoặc về tâm thần. Với người đã đủ 18 tuổi không có nhược điểm về thể chất hoặc về tâm thần, phải tự mình kháng cáo nếu không đồng ý với nội dung bản án sơ thẩm của tòa án đã tuyên. Về mặt pháp lý, quyền kháng cáo là một trong những quyền quan trọng cơ bản của bị cáo trong vụ án hình sự. Sau khi xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, nếu không đồng ý với nội dung bản án sơ thẩm đã tuyên về tội danh, về mức hình phạt hoặc về các vấn đề có liên quan đến vụ án, bị cáo có quyền kháng cáo, viện kiểm sát có quyền kháng nghị. Quyền kháng cáo là quyền cơ bản của bị cáo và do bị cáo tự mình thực hiện. Nội dung này quy định tại Điều 331 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015. Từ phân tích trên, ông Cường cho biết, theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự Việt Nam, quyền kháng cáo được quy định rất cụ thể tại Điều 331 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015. Theo đó, bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người bào chữa và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Trong đó, người bào chữa có quyền kháng cáo để bảo vệ lợi ích của người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc về thể chất mà mình bào chữa, khoản 2, điều 331 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015. Còn đối với người đã đủ 18 tuổi không có nhược điểm về tâm thần, không có nhược điểm về thể chất, phải tự mình kháng cáo, người bào chữa không có quyền kháng cáo trong trường hợp này. Vị chuyên gia nhấn mạnh, pháp luật Việt Nam cũng không có quy định trường hợp bị cáo bỏ trốn, bị truy nã, người bào chữa được quyền kháng cáo thay. Quyền kháng cáo của người bào chữa được quy định cụ thể tại khoản 2, điều 331 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Bởi vậy, ngoài trường hợp quy định tại khoản 2 điều trên, người bào chữa không có quyền kháng cáo đối với các trường hợp khác, các bị cáo khác. Ngoài ra, điều 73 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự cũng quy định quyền của người bào chữa, trong đó quyền được gặp bị can, bị cáo, phải được tham gia hỏi cung, đối chất, nhận dạng, được quyền khiếu nại các văn bản quyết định tố tụng. Những điều luật này cũng không quy định người bào chữa được quyền kháng cáo thay cho bị cáo, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 331 nêu trên. Vì thế, việc luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn có đơn kháng cáo thay cho bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, tòa án cấp sơ thẩm sẽ tiếp nhận đơn để xem xét trường hợp này có thuộc quy định tại khoản 2, điều 331 nêu trên hay không. Theo thông tin từ các cơ quan tố tụng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người đã thành niên. Nếu không có căn cứ cho thấy bà này có nhược điểm về tâm thần hoặc về thể chất, tòa án có thể sẽ không chấp nhận đơn kháng cáo, coi đơn này là không hợp lệ và không thụ lý đối với nội dung kháng cáo trên. Ông Cường nêu quan điểm. Miên man hội hè. Thưa quý vị, hơn 8.000 lễ hội mỗi năm theo thống kê chưa đầy đủ. Trung bình mỗi ngày, độ 20 đám hội to nhỏ đủ cả. Tháng riêng trôi cái vèo trong khung cảnh gần như lặp lại ở hầu khắp các chùa chiền, đền miếu. Hàng nghìn, hàng vạn người chen chúc áo quần úi sùi, đầu đội lễ, miệng lẩm bẩm kêu cầu. 3 năm bị kìm kẹp do dịch bệnh, tưởng đâu tư duy lễ hội của người Việt sẽ thay đổi ít nhiều. Vậy mà chỉ chờ dịch lắng xuống, khắp nơi thông báo mở hội trở lại. Vạn người triệu người hồ hởi chảy hội như chưa từng sống qua thời dịch nhiều thương đau. Ban tổ chức lễ hội Yên Tử dự đoán chòm chèm 1 triệu du khách về non thiêng trong năm 2023. Lượng khách về chùa Hương cũng không kém cạnh. Riêng ngày khai hội mùng 6 Tết đã có 6 vạn người hành hương len lỏi xuống động hương tích chật ních. Thói quen tập quán cắm rễ ăn sâu bao đời này chưa dễ gì lung lay. Khó ở chỗ tháng riêng giờ đây hóa ra là tháng chạy xô đi hội. Hầu khắp lễ hội lớn được nâng cấp hoặc tự mở rộng bằng sự thổi phồng tính thiêng, dồn hết vào tháng riêng. Có những lễ hội kéo dài những 3 tháng, lễ hội truyền thống xưa kia thường là sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, gói gọn trong làng, tổng. Này nhờ giao thông thuận tiện mà người Việt chạy marathon khắp chốn. Mùng 6 tháng riêng thường đánh dấu ngày trở lại công sở, nhà máy, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Cũng là ngày nhiều địa phương chạy đua khai hội. Nào là chùa Hương, hội gióng đền Sóc, hội đền Hai Bà Trưng, lễ hội chém lợn, lễ hội đền Cổ Loa. Suốt tháng riêng không ngày nào ngớt cảnh khai hội, rước sách và đi liền là miên man bất cập. Hơn 100 năm trước, cụ Phan Kế Bính trong Việt Nam phong tục đã phê cái tục hội hè ở ta. Xét cái tục hội hè ở ta, rước sách rất phiền phí, ăn uống rất lôi thôi, chơi bời rất chán chê, tiêu pha rất tốn kém. Thực là hại của mà lại mua mấy cái khó nhọc vào mình. Đã đành là mở hội, trước là trọng việc sự thần, sau là cầu vui cho dân. Nhưng trọng mà rước sách tê bai lắm thì hóa ra khổ. Hội đến hàng tháng thì chịu làm sao cho được. So với thời của cụ Phan, sự biến tướng méo mó của nhiều lễ hội ngày nay vượt xa. Sau những năm đứt đoạn do chiến tranh, nhiều nơi thi nhau phục dựng lễ hội. Bên cạnh mục tiêu gìn giữ, phát huy nét đẹp truyền thống, một bộ phận người tổ chức dương cao ngọn cờ phục dựng lễ hội để trục lợi. Nhiều người trông chờ lễ hội để đẻ thêm dịch vụ, chặt chém du khách để thu tiền công đức cúng dường. Phú quý sình lễ nghĩa, dân có của ăn của để nhiều hơn sẽ chăm chút đời sống tinh thần, tâm linh bằng cách thi nhau đi lễ đầu năm. Cứ nơi nào có lễ hội ắt có nơi để họ kêu cầu, xin xỏ. Đành rằng có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Nhưng lễ hội dần xa rời hệ giá trị văn hóa vốn có, xa đà vào nạn buôn thần bán thánh, thương mại hóa. Không kể tới sự tốn kém tiền bạc chi cho những chuyến cúng lễ ấy. Thiệt hại dễ thấy nhất ở chỗ một bộ phận người Việt đang sao lãng, bề trễ công việc.